Ok, 200 người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gách đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới. Chúng ta có thể chế tạo được các công trình trong Minecraft. Ôi, nghe hư cấu đúng không? Công trình mà có thể chế tạo là nói xạo rồi. Không, không có nha mọi người, mình không nói xạo, cái này là thật nha. Và chúng ta có thể chế tạo trên bàn chế tạo luôn nha, chứ không phải là chế tạo theo kiểu mà chúng ta lấy đồ chúng ta đặt ra ngoài nha mọi người. Chế tạo ở trong bàn chế tạo luôn, đó các bạn hiểu không? Và không xạo nha, nói thật là có thể làm được. Lát nữa các bạn xem rồi các bạn sẽ biết. Và công trình trong Minecraft các bạn cũng biết đúng không? Đó chính là những cái công trình như là đền thờ sa mạc nè, lâu đài địa ngục, cổng đi vào The End, rồi vân vân, tàu đắm này, rồi cái kiểu á, đấy là chúng ta có thể chế tạo được nha mọi người. Và các bạn nghe có vẻ hấp dẫn đúng không? Là công trình mà có thể chế tạo được. Ui, xịn thật sự. Ok, nãy giờ mình dài dòng lắm rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sinh tồn và chế tạo những công trình đó cho mọi người xem nha. Và nó rất là dễ chế tạo các bạn à, không khó gì đâu. Đấy, mình nói thật nha. Reload thế giới. Rồi, đó. Craftable Structure by Terro. Terro là tên của tác giả nha. Ui, vãi thật luôn à. Sao lúc nào mình spawn trước mặt cũng có gian làng vậy ta? Ui, cảm giác tuyệt vời vậy các bạn. Ôi. Wow, và dân làng thì không thể nào chế tạo được nha mọi người. Chỉ có vài thứ ở trong database này chế tạo được thôi. Thì tác giả bảo là sẽ nâng cấp thêm cái database này, nên là các bạn yên tâm đi ha. Mai mốt thì nếu mà nó có database này mà kiểu mới á, ở công trình mới, thì mình sẽ tiếp tục là sinh tồn trong thế giới này thêm cho mọi người xem nha. Để các bạn nhớ ủng hộ nha, bằng cách like mạnh cho mình để mình có động lực làm tiếp cho mọi người xem. Mình cứ sinh tồn bình thường thôi, chứ mới vô làm gì có item để mình chế tạo cho các bạn xem được đúng không? Chỉ có sáng tạo thôi, nhưng mà do sáng tạo thì sao gọi là thử thách sinh tồn. Rồi cứ chặt gỗ rồi làm dụng cụ đi ha. Lát nữa mình sẽ chế tạo vài số thứ cho mọi người xem. Rồi mình được một đống gỗ rồi. Bây giờ thì mình sẽ chạy vào cái quách núi kia. Mình đào tí đá này. Ôi cái làng này xịn vãi các bạn nhìn nè. Một cái chuồng mà nó có tới tặng 3 loài động vật luôn. Heo, cừu, ngựa. Đấy có cả rơm này. Rồi bây giờ mình sẽ đào đá 20 cục đá nha mọi người. Như thường lệ. Rồi đã đủ 20 cục đá. Bây giờ thì mình sẽ crafting dụng cụ này. Full dụng cụ nha. Đây cúp này, rìu, xẻng, cuốc, kiếm, rồi một cái lò nung. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi khai thác lúa nha mọi người, để mà chúng ta lấy lúa chế tạo bánh mì ăn. Mình không cần phải giết động vật ha. Đấy, có làng thì mình không cần giết động vật. Mất công cái bạn lại bảo mình xét sinh cái kiểu nữa, buồn lắm. Đấy, một lần giết động vật là anh lúc nào cũng giết động vật hết. Trời ơi, nghe mà buồn, chịu luôn. À, chúng ta có than luôn nè mọi người. Rồi, mình sẽ đặt cái crafting table ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ bỏ kiện rơm vào chế tạo lúa mì. Đây. Rồi, lúa mì chúng ta có thể chế tạo được bánh mì. Yeah, là chúng ta có thức ăn rồi, không cần phải tiêu diệt động vật. Và giường ngủ thì ở dân làng này có, cho nên là cũng không cần phải tiêu diệt cừu ha. Đấy, là tập này không xét xanh nha. Rồi, công trình đầu tiên mình muốn chế tạo cho các bạn xem đó chính là tàu đắm nha mọi người. Đây, trước hết là mình vào mình chơi một tí đồ của dân làng đã. À không, mượn tí đồ, à không, à, cái gì, nhặt tí đồ, ấy sao gọi là mượn với chơm được, cái này là gọi là nhặt. Rồi, muốn chế tạo được tàu đắm thì chúng ta cần phải chặt nhiều gỗ một tí nha mọi người. Đây, mình sẽ chặt gỗ nhiều một tí. Rồi sau đó thì mình sẽ chế tạo cái tàu đắm trước mặt cho mọi người xem luôn. Không phải là chế tạo xong nó dịch chuyển mình tới cái chỗ tàu đắm nha. Không, không, không. Là cái tàu đắm á, nó xuất hiện trước mặt của mình luôn. Đấy, kể cả mình ở đâu, bất kỳ đâu nha. Như là The End nó cũng xuất hiện, hoặc là địa ngục nó cũng xuất hiện tàu đắm cho mọi người. Đó, hư cấu không? Đã chế tạo tại chỗ rồi, sao dịch chuyển được đúng không? Dịch chuyển còn gì gọi là chế tạo tại chỗ. Rồi, đây chính là công thức chế tạo cái tàu đắm. Chúng ta cần hai cái chết nha mọi người. Đây, hai cái chết. 1 2. Rồi, vài con thuyền, bao nhiêu ta? À 3 con thuyền các bạn à. Rồi, đây, hai cái cột của cái tàu này, ba chiếc thuyền này. Đây, ba chiếc thuyền ít, sao lại bỏ than? Ba chiếc thuyền cùng với lại hai cái rương. Đó. Mất. U. Vãi, mất luôn cái crafting table của mình rồi. Ai đó làm ơn trả lại tôi cái crafting. Trời ơi, chứ tàu xuất hiện đè chết con gà luôn mới ép cái chứ. Rồi các bạn thấy không, ở phía trong tàu sẽ có một cái rương và nó sẽ có đồ với chúng ta. Ui xinh cực kỳ, chỉ cần hy sinh vài cục gỗ thôi mà mình đã có một cái tàu đắm và trong đó có kho báu cho chúng ta rồi. Ui rồi đây, ở phía dưới nó còn rương nha, hai cái rương luôn nha. Vậy là cái tàu này ba cái rương nè ni. Ui mình được cái gì đây, giáp nè mọi người, giáp da bảo vệ khỏi lửa 4. Xinh vậy, enchant cực mạnh nhưng mà giáp dở quá. Đây chúng ta có vàng này, lưu ly, hạt sắt cùng với lại cà rốt, một tô súp bất ngờ. Và phía này, à ha, chúng ta lấy lại cái chết nha mọi người, lấy nữa chế tạo tiếp đi chứ. Rồi chúng ta có thêm chai kinh nghiệm này, emerald cái kiểu luôn. Trời ơi, cái gì vậy, thật à. Hy sinh vài cục gỗ mà mình đổi lại được nhiều thứ vãi các bạn à. Rồi mình xin lại cái chết này luôn nha. Đó, để mà mình chế tạo thêm tàu đắm cho mọi người xem nè. Và các bạn đừng có sợ nha, tàu nó không đè chết các bạn đâu, chỉ có mấy cái con động vật xung quanh mới đè chết thôi. Và đây, một con tàu
ở trong lòng đất các bạn à. Kiểu như cái địa hình ở đây ngày xưa nó là biển, xong bây giờ nó mọc lên là đất đó, cho nên là con tàu này nó bị chôn vùi. Nghe có vẻ hợp lý. Rồi mình đi xa xa một tí nha mọi người. Đây mình sẽ lại tiếp tục chế tạo thêm một cái tàu đắm, sẽ chế tạo cái khác. Ui vãi, trụ sở dân làng ác các bạn à. Hình như phía kia có anh Golem đúng không? Nếu mà có anh Golem thì mình sẽ cố gắng để giải cứu nha. Hình như là không có rồi mọi người à. Rồi thôi kệ đi, mình không muốn tới gần mấy ổng đâu, bởi vì mình cũng chưa mạnh lắm. Hư cấu đúng không? Tự nhiên đang đi đi bỗng dưng, ui lạ nhỉ, sao cái tàu đắm nó ở trên mặt đất? Đó, đó là những người mà lần đầu tiên thấy nha mọi người, còn mình đã thấy rồi nên mình không có bất ngờ như vậy đâu. Rồi chúng ta tiếp tục crafting nha, nãy nó chơm mất cái crafting của mình rồi, cái tàu khốn nạn. Bây giờ chúng ta sẽ lại đặt hai cái rương. À trước hết mình chế tạo mấy cái thuyền cái đã. Ba cái thuyền, 1, 2, 3, hai gỗ nè, ba thuyền nè, hai rương nè. Mất. Ui vãi, hên quá. À, mình vẫn còn cuốn sách à, không sao. Đây lại một cái tàu đắm nữa nha mọi người, lấy lại cái crafting này. Ui lần này không mất cái crafting. Ngược lại thì chế tạo xong mình được nhiều hạt giống vãi. U nó vẫn y như cũ luôn các bạn à, không thay đổi gì luôn á. Không thay đổi luôn. Này, y chang luôn này. Kỳ vậy ta. Không thay đổi cái gì luôn mọi người à. Đồ nó vẫn như vậy luôn. Oh my god. Đó, nó vẫn vậy luôn kìa. Ờ mình không tin các bạn ơi, mình sẽ chế tạo lại một lần nữa. Sao nó vẫn y chang như vậy ta? Trời cũng tối rồi, mình chạy lại gần dân làng nha để mà chế tạo xong mình ngủ một giấc ở dân làng luôn. Đấy, mình hứa với các bạn là không sát sinh động vật rồi. Rồi lại chế tạo thêm một cái thuyền nữa nha. Mình không tin là lần này nó giống hồi nãy. Đây mình chế tạo thêm một cái chết nữa là hai cái này, rồi sau đó mình chế tạo vài cái thuyền đó. Đây ba cái thuyền, hai cái cột và hai cái chết. Bật nó vẫn như vậy luôn mọi người à. Rồi xong, hiểu là lúc nào nó cũng như vậy hết mọi người ơi, nó không thay đổi luôn, cay thế nhờ. Đây vậy là các bạn có thể farm sắt vĩnh viễn nha. Ơi sắt vô hạn bằng cách là các bạn chế tạo một tàu này đấy, lúc nào chế tạo xong các bạn cũng được 8 cục sắt hết. Rồi mình lấy lại hai cái rương này, hai cái rương là được rồi. Bây giờ là mình sẽ lên phía trên. Rồi ok, chứ là mình chế tạo dụng cụ sắt rồi mọi người à. Đây chúng ta sẽ bỏ những dụng cụ đá đi nha, mình đến đồ sắt thôi. Rồi còn lại thì mình sẽ chế tạo cái mũ này với lại là cái quần đúng không, tại vì mình có giáp cái giày rồi, mũ quần đó, như vậy cũng được. Tại vì giáp mình có bảo vệ khỏi lửa cũng khá là ngon, nếu mà mình lỡ rơi vào lava thì nó cũng giúp mình một ít đó mọi người. Ok đi thôi mọi người, zombie nó đuổi mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào làng ngủ một giấc, rồi ngày mai thì mình sẽ lại tiếp tục chế tạo thêm công trình cho mọi người xem nha. Rồi công trình tiếp theo mình muốn chế tạo cho các bạn xem đó chính là kim tự tháp nha mọi người. Ơi kim tự tháp nha, một stack hạt sắt là mình có thể chế tạo thành 7 phôi sắt à. Ui ngon nha, mình chế tạo cái giày đi mọi người, tại vì cái giày da này cũng khá là dở, mình bỏ cái giày da đi hơn. Chế tạo công trình mới đó chính là kim tự tháp sa mạc các bạn à. Đó thì kim tự tháp này nó cần nguyên liệu gì? Nó cần đá cát kết các bạn à, có kỳ là cát, xong chúng ta chế tạo thành đá đó các bạn biết không. Rồi đây bây giờ mình sẽ xuống phía dưới này mình đào cát. Cần cũng khá là nhiều á, cho nên là mình phải đào nhiều cát một xíu. Rồi hơi nhiều cát rồi nha. Đấy như đây là chế tạo được một đống cát kết rồi á. Ui bây giờ các bạn nhìn nè, thuyền đắm khắp mọi nơi. Kỷ nguyên hải tặc đã tới. Cát kết làm như nào ta? Đây hình như vậy. Ok được rồi, rồi chế tạo nha mọi người, dễ lắm mọi người ơi, không có khó đâu. Đây các bạn chế tạo như vậy, rồi cái rương bỏ chính giữa đó là các bạn sẽ được bùm. Thật luôn này, vãi. Một lần chế tạo xong là các bạn nhặt hạt giống đã luôn, không cần phải đi đập cỏ để lấy hạt giống các bạn à. Ui xịn cực kỳ. Rồi cho các bạn nhìn kỹ, đây là cái kim tự tháp nha. Đấy, kim tự tháp thật 100%, ở phía dưới chắc chắn nó sẽ có đồ, không tin đúng không, mình đào xuống mình lấy cho các bạn xem. Và nó vẫn có TNT nha, chứ không phải là nó không có nữa các bạn. Đừng có AI mà nhảy chính giữa xuống nha. Đây, cho bạn xem là TNT thật nha. Mình sẽ chế tạo một tí đuốc đã, nó hơi tối nha. Tối quá nên là mình phải chế tạo đuốc các bạn à. Đây, cắm lên. Ui, vãi, có sắt luôn à. Không cần, sắt mình có rồi. Lấy TNT luôn. Các bạn biết mình lấy TNT để làm gì không? Để đập cái trụ sở của mấy tên dân làng ác gì nữa. Đây, chúng ta có thêm sắt nè. Ok, sợi chỉ, độ mềm mại, ok. Rồi thuốc súng này, thuốc súng mình không cần lấy đâu ha. Ok vàng. Ba viên kim cương các bạn à. Ngon. Oh my god. Rồi mình không biết là cái kim tự tháp này nó có giống cái thuyền đắm hồi nãy hay không, là nó sẽ gọi là trùng lập hay là nó khác nhau nha. Có nghĩa là đồ ấy mọi người, nó có trùng lập hay không nha. Rồi cát kết của mình là còn 17 nha, là mình có thể chế tạo tiếp tục kim tự tháp mọi người xem á. Rồi mình sẽ chế tạo tiếp tục nha. Nãy mình lại mắc cái crafting table các bạn, cay thế nhờ. Chúng ta bỏ cái kết xung quanh, rồi cái rương bầm, tiếp tục tiếp tục lấy chin chi. Đây đây mọi người, lấy chin chi trước nha. Khác nhau nha mọi người. Xịn. Cái gì đây, kim cương nữa kìa.
Wow, ui, giáp cưỡi kim cương, yên cưỡi, đùa mình hả? Trời ơi, các bạn nhìn thuốc súng kìa, nó hơi bị nhiều nha. Đấy, thuốc súng này 25, nhưng mà bây giờ mình không cần đâu mọi người ơi. Những thứ nào không cần mình quăng hết đi. Đấy, hạt giống, hạt sắt này. Rồi, có thêm táo vàng cùng với lại kim cương. Oh my god, đùa hả trời. Lên trên thôi. Mình lấy lại block mình lên trên. Rồi, tiếp tục, thăm ngàn. Ủa, hết chết rồi, quay. Chế tạo thêm hai cái chết nữa nha mọi người. Bum, rồi, ok. Ôi vãi, mình chế tạo xong mình kẹt luôn mới ghê chứ. Rồi, tiếp tục xuống phía dưới nha. Ủa cái gì vậy? Đồ hồi nãy mình quăng đúng không mọi người? Ờ, khoan nha. Hình như là nó bị dính vào cái kim tự tháp đằng sau thì phải á. Đây là cái kim tự tháp thứ mấy vậy ta? Ồ, hình như là nó trùng rồi các bạn à. Vãi, nãy mình đi xa xa ra được rồi. Rồi, lại xuống phía dưới này. Ồ, đồ ở phía dưới nó vỡ ra hết rồi mọi người ạ. Cay thế nhờ. Ồ, trời ngu rồi. Sorry mọi người. Ui vãi, chơi ngu thật sự rồi, mắc hết đồ luôn, cay thế nhờ. Lỡ mày với nó có táo vàng phù phép thì sao? Một pha chơi ngu đến từ mình các bạn à. Coi như là rút kinh nghiệm cho đợt sau. Mình sẽ đi xa xa một xíu này. Rồi, đặt cái đáp hình ra. Sau đó lấy cái kết bỏ xung quanh. Lần này thì sẽ không sao đâu các bạn, yên tâm, rút kinh nghiệm rồi. Vãi, mình đi, mình nhảy xuống ngay cái bàn đạp mới ghê chứ. Đập trước. Rồi, ok. Sắc bén. Đây, cái thứ mình đang cần các bạn à. Sắc bén 4 luôn. Đùa hả trời. Bảo vệ 4. Đùa hả trời. Rồi, ok. Cái này thì nó có enchant ngon các bạn à. Chứ nó không có kim cương hay gì cả. Cũng khá là ngon á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chế tạo gì đây. Ở hình như nãy mình nhặt ít sắc vải các bạn à. Rồi, khoan. Mình đi chặt thêm tí gỗ đã. Hết gỗ rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chế tạo nha mọi người. Khá là nhiều đồ á. Đây, bỏ thịt thối đi ha. À, mình có lưu ly hả? Bỏ lưu ly luôn. Mấy cuốn sách này ngon, mình không cần lưu ly đâu. Bỏ đá cuội luôn. Rồi, bỏ yên cưỡi sắt luôn. Đây, mình sẽ chế tạo thêm táo vàng này. Tại vì mình có vàng mà. Đó, chế tạo thêm vài chế táo vàng. Lỡ may gặp nguy hiểm thì mình còn có táo vàng mình đỡ được. Rồi, mình sẽ chế tạo cúp kim cương. Rồi, một cái kiếm kim cương luôn. Đó. Rồi, mình phải tìm thêm một viên kim cương nữa nha. Tại vì muốn chế tạo cổng vào giết rồng á thì mình cần phải có kim cương 2 viên nha mọi người. Một viên không đủ đâu. Khoi tay hả? À đúng rồi ha. Mình sẽ làm một cái lò hun khói này. Rồi, không sát sinh động vật chứ gì. Đó, mình ăn khoai tay bỏ lò, bánh mì nữa nè. Đó, rồi, tiếp tục xuống phía dưới nha. Cái này là cái mới nha mọi người. Ủa, cái mới hay cũ đây? À, cái cũ, vãi. Rồi, mình lấy lại cái kết được đục này. Mình thiếu thì mình vô mình đào. Mất công mình phải đào cát mình chế tạo đúng không? Chúng ta sẽ chế tạo thêm vài cái chép này. Game là dễ. Ôi, chết rồi. Tự nhiên mình lại chế tạo ngay chỗ này. Mình quen tay cái bạn à, thật sự luôn. Cái này cậu vợ mình giết nha mọi người. Con bò nó bị kẹt chết. Thật ấy. Không phải do mình giết. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ồ, đồ nó rơi cả đống nữa kìa. Khoan. Lần này không như lần trước đâu. Đấy, đập cho nó cẩn thận cái đã. Nhặt lại hết xong mình bỏ vào rương này. Sống dữ, nhữ này. Rồi, để coi được cái gì. À, đây, thứ mình đang cần, kim cương. Rồi, táo vàng. Táo vàng, ngon. Rồi, hết rồi đó mọi người. Lên chơi lại nha. Rồi, chơi cũng tối rồi. Đây, mình sẽ lấy khoai tây bỏ lò, sau đó mình di chuyển nha. Nói chung là mình chế tạo nhiều rồi. Mình không cần phải tham, mình chế tạo nhiều hơn nữa đâu. Rồi, chúng ta lên đường thôi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại làng nha mọi người. Mình ngủ ở làng một giấc. Rồi, ngày mai thì mình sẽ đi chăm ngòi chỗ cái trụ sở của mấy ông dân làng ác. Đấy, rồi. Mình lấy chiên chi ra ngoài. Đây, không có anh Golem nào ở đây. Vậy là mấy anh ta chưa bắt một anh Golem nào ở đây cả. Chặn lại nè, đó, cho mấy ông khỏi vô được. Rồi, chúng ta sẽ đặt cho nó nối vào. Nó sẽ nổ kịp mà ở phía dưới. Rồi nha, ở rương này có gì không? Trái kinh nghiệm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quăng trứng gà vào chiên chi cho nó nổ này. Bùm. Ui. Rồi, như vậy là nát bét rồi mọi người ạ. Ôi, mình nhảy xuống mất nửa cây máu luôn. Đấy, sợ thật sự à. Let's go. Mình có 4 viên kim cương rồi mọi người à. Vậy là mình có thể chế tạo được cổng rồng cho mọi người xem rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên sa mạc này. Mình đi tìm tàn tích địa ngục nha mọi người. Đây, mình đã tới chỗ cổng địa ngục bỏ hoang gần nhất ở trên sa mạc hồi nãy mình đi á mọi người. Đây. Rồi, để coi có gì. Yeah, thứ mình đang cần, đá lửa, hắc diện thạch luôn. Mình, à, tại sao mình lại lấy đá lửa. Mình có quả cầu lửa này, ngon. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô địa ngục nha mọi người. À, đây có thêm khối vàng này. Rồi, trước hết thì mình sẽ xuống cái hang sau này. Mình đào đá. Mình sẽ nung đá lên nha mọi người. Lát nữa các bạn sẽ biết tại sao mình nung đá thôi. Ui, âm thầm dữ vậy cha. Ui, trời ơi, con quỷ. Trời ơi, chết còn hại mình luôn. Phải, nó nổ xong nó đè mình dưới này luôn chứ. Cay thế nhờ. Rồi, mình được nhiêu đá đây.
chắc là đủ quá mọi người. Mình sẽ ráp thêm một cái bàn ráp thêm ủ vải, mình có hai cái luôn à. Mình chế tạo một cái lò nung. Rồi, bốn cục đá nha mọi người. Đây mình sẽ nung lên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tới cái chỗ này à. Trước hết mình chế tạo một cái cúp à, vải, có cúp kim cương này. Cứ tưởng chưa chế tạo chứ không biết đào khi nào xong nữa các bạn, ráng đợi mình nha. Còn hơn là chúng ta phải xuống hang sâu chúng ta tìm đúng không? Ôi, đâu lòi ra cục vàng vậy trời. Ok. Lúc mà mình đào hắc diện thạch á, mình suy nghĩ ra được một điều là mình có thể dùng netherite này nè. Đấy, nung lên đúng không? Là mình có thể chế tạo được gạch các bạn à. Đây, chế tạo gạch như nào thì lát nữa mình sẽ ra coi công thức nha. Mình sẽ đào cái netherite này nhiều một tí nha. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ nung netherite lên thành gạch. Đó, trời ơi. Không cần chúng ta phải vào địa ngục các bạn à. Dễ vãi. Nhưng mà lát nữa cũng cần phải vào thôi các bạn ơi. Rồi, cứ vào địa ngục đi ha. Đây, chúng ta có cái chỗ này sẵn rồi. Bên đây thì chúng ta cần thêm 2 block nữa. 1, 2. Rồi, chúng ta đã có cái cánh cổng địa ngục rồi. Dùng vá cầu lửa bột vào này. Mình đã có khối vàng sẵn rồi. Đây, có 4 đá nha mọi người. Và mình cần một mắt Ender. Mắt Ender nha mọi người, chứ không phải ngọc. Ngọc là khác. Mắt là mình dùng bột vỉ lửa mình bột vào á mọi người, để mà chúng ta tìm tới cái chỗ cổng rồng ấy. Các bạn biết không? Rồi mình sẽ vào địa ngục nha. Ui, các bạn nhìn cái bóng cổng nó phản chiếu đẹp không? Rồi, vào địa ngục thôi. Đây, rừng đỏ nha mọi người. Ước gì nó gửi mình tới cái rừng xanh. Ôi, chắc là lát nữa mình phải tìm tới cái rừng xanh nè mọi người à. Tại vì mình cần tới rừng xanh để gặp con Enderman, mình giết nó để lấy ngọc. Đó, rồi về lại thôi. Đây các bạn, mình có thể chế tạo thành gạch nè. Đó, gạch Nether, ngon không mọi người? Xịn. Rồi, bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xuống phía dưới hang nữa nè. Mình đào tí đá nữa nha mọi người. Tại vì mình cần làm một số thứ. Đây, mình sẽ làm cái cầu thang nha mọi người. Cầu thang đá cuội. Đó, tại vì cái chỗ The End á, khi bước lên cánh cổng á, là các bạn thấy nó có cái cầu thang đúng không? Đó, cho nên là mình phải chế tạo cho nó giống. Đây nha mọi người, mình sẽ chế tạo cầu thang này. Cái chỗ này nó nung hơi lâu á. Hết thang thì mình sẽ bỏ gỗ vào nung tiếp. Mình lại chế tạo gạch nè. Hai cục rồi. Chỉ cần 4 cục gạch thôi nha mọi người, là mình có thể chế tạo được cái lâu đài địa ngục. Và trên lâu đài địa ngục chắc chắn là sẽ có bột vị lửa đúng không? Và tối nay thì chúng ta sẽ đợi con Enderman xuất hiện. Không cần phải vào địa ngục luôn, mình chỉ cần một ngọc là được. Rồi, 4 cục gạch nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ lấy lại netherite này. Bây giờ chúng ta sẽ crafting nha. Crafting như nào mà quên mất tiêu rồi. Cục vàng chính giữa, 3 cục này và 4 cục này. Ủa, 5 cục. Ok, 5 cục các bạn à, 5 cục luôn, cứ tưởng 4 ấy chứ. Đây, đây là công thức nha mọi người, các bạn nhớ nha. Ủa, hình như không phải, để mình coi lại. Ok, mình đã sai công thức các bạn à. Đây, chúng ta cần chế tạo cái cầu thang gạch Nether là mình cần phải nung thêm Nether ra mọi người. Và cần một cục vàng thôi, vàng này thôi chứ không phải là khối vàng. Cái khối vàng là chúng ta chế tạo cái lâu đài ma heo các bạn à. Và hồi nãy mình chế tạo đúng cái công thức rồi, nhưng mà nó không xuất hiện lâu đài ma heo. Vậy có nghĩa là tác giả chưa cho thêm cái lâu đài ma heo vào cái database này. Rồi, mình mong là tác giả sẽ cập nhật thêm để cho chúng ta chế tạo được nhiều công trình trong Minecraft mà không cần phải đi tìm ha. Ok, cầu thang nha mọi người, hai cái cầu thang với lại hai cục gạch là chúng ta có thể chế tạo được rồi. Vậy là chúng ta đợi thêm netherite nha. Trời tối thì quái vật nó sẽ xuất hiện đúng không, và chúng ta có thể gặp được Enderman. Rồi mình làm thêm cái giường nha, mình lấy sợi chỉ nè, mình làm ba cái len. Rồi sau đó thì chúng ta chế tạo cái giường để ngủ, đặt ở đây luôn. Rồi đây là chỗ làm ăn của mình, à không phải, chỗ ở của mình. Chúng ta sắp có lâu đài rồi mọi người. Mình chế tạo lâu đài địa ngục ở ngoài ô ớt luôn. Ui, cảm giác xịn vãi. Rồi đủ rồi mọi người. Đây, ơ vãi, mình nhầm rồi, chỉ cần một mà. Ơi sorry mọi người, hai cầu thang ở đây, một gạch và ui, mình chế tạo đây là chết á, nó mất hết đồ á. Khoan, mình đi xa xa mình chế đã. Đây, mình chế tạo chỗ này nha, chỗ này là xa lắm rồi á. Đây, vậy là mình đợi cái cục kia ấy chứ. Bật đó các bạn nhìn nè, ui to vãi trưởng, có cả zombie luôn à vãi. mình sẽ lên phía trên nha, mình có lock cái kết này, mình làm cầu thang mình lên phía trên. Không biết là nó có quỷ lửa hay skeleton hay không, chắc là không đâu. Tại vì đâu có lòng farm skeleton. Ôi không có luôn rồi. À đây rồi, bị lửa. Đùa có luôn kìa mọi người. Không sao, mình có bảo vệ khỏi lửa mà. Rồi mình đập cái lòng spam đi nha. Đó. Ui tại sao mình lại đập. Ơ lần sau mình muốn có. À đúng rồi ha, mình chỉ test cho mọi người xem thôi chứ mình đâu cần phải vào chỗ đánh rồng đâu. Và cái lâu đài này nó không có chỗ nhặt gương mọi người à. Có không? Đây, nó không có chỗ nhặt gương. Cái chỗ này là cái chỗ có cái giếng nè mọi người, nhưng mà nó bị mắc hết một đoạn rồi. Đó nên là không có chỗ nhặt rương. Chỉ có là chỗ spam quỷ lửa thôi. Ôi vãi. Tin được không? Có lòng spam quỷ lửa ở ngoài Overworld các bạn à. Mình chỉ cần que thôi. À đây Enderman. Ngon, khoan, mình tìm cách. Ui. Như vậy cho nó chắc cú các bạn à. Sợ vãi. Ui, nó vẫn đánh được à. Ui. Ôi, yeah, một ngọc rồi. Ngon.
Bây giờ thì chúng ta sẽ ăn táo vàng vô hồi máu này. Ui, tại vì giáp của mình là giáp da, nó vẫn còn yếu các bạn ơi. Kìa kìa, Enderman nữa kìa. Cái lúc mình cần nó không xuất hiện đâu. Cái lúc mình không cần nó xuất hiện mấy con luôn. Cay đấy nhờ. Mình tiêu diệt bớt quái vật đã, mình mới ngủ được. Sa mạc này quái vật nhiều quá mọi người. Yeah, ngủ xong là tụi nó sẽ cháy thôi. Yeah, mình có thể chế tạo được cổng vào The End rồi mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ đặt cái đắp thinh. Ui, vãi cháy mà còn nhây vậy. Con quỷ. Cho mày chết nè con. Rồi, đắp thinh table. Đặt ở đây. Mình buộc quỷ lửa vào ngọc này. Đó, mắt Ender. Rồi, chế tạo thôi mọi người. 4 cục này. Rồi, 2 cái cầu thang này. 2 viên kim cương này. Bật. Rồi, không có nha mọi người. Đùa thôi, nơi phía dưới các bạn lại. Đây, các bạn chỉ cần đào thẳng xuống thôi là các bạn tới được cái cổng rồi. Không tin đúng không? Đây, mình test cho mọi người xem luôn. Đấy, các bạn nghe tiếng lava chưa? Đó, thấy gạch chưa? Đây, đây, đây. Đó, các bạn thấy chưa? Và nó không có mắt sẵn cho mọi người nha. Ui vãi, cứ tưởng nó không có mắt sẵn ấy chứ. Đây, mình đập cái lồng cá bạc này nè. Cá bạc hả mày? Cá bạc, ui, cái gì vậy? Ui vãi, nó nở mấy con nữa kìa. Rồi, và cái chỗ này thì nó không phải là cái hầm ngục rộng mà có nhà sách hay gì nha. Nó chỉ có cái cổng duy nhất thôi. Đấy, các bạn có mở cửa chỗ nào thì nó vẫn không có đường các bạn đi đâu. Ờ, và nó chỉ có cái chỗ này cho các bạn bỏ thêm ngọc vào. Các bạn đi đánh rồng thôi, dễ đúng không? Ui, cảm giác dễ vãi nồi luôn. Đó, thì hôm nay mình chơi tới đây thôi nha mọi người. Mình test cho mọi người xem thôi chứ mình không đánh rồng. Tại vì đồ như vậy đi đánh rồng cái gì? Cho con rồng giết mình chết à. Rồi, ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn trong thế giới là chúng ta có thể chế tạo được cái công trình nha. Nếu mà các bạn thấy video này hay, đừng quên cho mình một like cũng như comment phía dưới là fangast để mình thả tim nha. Link database mình để dưới phần mô tả cho các bạn cài vào chơi nha. Rồi, các bạn vào chế tạo công trình để các bạn chơi Minecraft dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành.